Hey yo, chào tất cả mọi người, mình là Nana Nguyễn. Rất vui được gặp lại mọi người và chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì có một hai ba kiện hàng về thì mình muốn unbox cho các bạn xem có cái gì hay và thú vị ha. Ở mới đây thì mình cũng sẽ có một số đôi giày nhìn nó khá là hay hay á, muốn giới thiệu các bạn luôn. Thì bây giờ mình sẽ unbox ha. Ở đây thì có một cái thùng ha, mở ra cũng dễ đó. Rồi thì ở đây thì mình đang có là một mấy đôi Jordan, ví dụ ở đây là có mấy đôi Jordan 1 nè, mid nè, rồi ở đây có thêm mấy đôi Jordan 3, 4 nữa nè, thì mình sẽ lấy từ từ để các bạn xem nha. Thì đây đây cái hộp này chỉ có đôi Jordan 1 low hoặc mid thôi. Đây là một phối màu khá hay trong năm ngoái, nó tên là Blue Mint. Xưa nó có một cái màu tên là Tropical Twist, thì cái màu đó cũng khá là giống cái này, nhưng mà cái điều đó thì sẽ là đen và cái màu xanh như thế này nè. Nhưng mà cái màu xanh nó hơi đậm hơn xíu, cái này nó chuyển qua giống như là cái màu Tiffany vậy đó. Đó, một đôi khá là ok đó. Rồi bỏ đi, mấy đôi này thì mới khớp và giờ nó mới về á. Rồi cái này là hộp trắng thì sẽ là hộp của Size Woman. Đây là Dream Red Panda. Và các bạn biết không, cái màu này á, ngày xưa nó đã có ở trên cái đôi Jordan 1 2, nó cũng tên là Dream Red luôn. Và hiện tại á, khi mà nó drop xuống cái dòng mid ấy, mình thấy nó khá là ok. Cái màu nó y chang luôn á, và cái form nó cũng giống vậy đó. Thì các bạn thấy là, nhưng mà thường thì đôi mấy đôi size nữ thì nó sẽ được cái dù, cái lớp đệm ở trong á, nó may bằng cái vải giống như là satin vậy đó, nhìn đẹp hơn. Cái lưỡi gà này thì nó sẽ hơi cao hơn xíu ha, tại do là size nữ nè. Và cái màu này thì nó sẽ tiết kiệm cho các bạn rất là nhiều. Bây giờ thị trường bán tầm 3 triệu, 3 triệu mấy à. Còn những cái đôi mà cổ cao á, thì nếu mà Dream Red bây giờ thì chắc khoảng là từ 6 triệu tới 8 triệu á, tùy size ha. Nhưng mà nếu mà drop xuống đôi này thì mình thấy nó vừa đẹp và nó vừa dễ mang nữa. Với lại nó cũng nhẹ tiền hơn cho các bạn nữa. Này mà đi couple là hết bài luôn á. Này, coi. Này là size lớn. Thì thường mình thấy mình thích mấy đôi giày size lớn lắm. Tại vì đôi giày mà size nó càng lớn, cái chi tiết nó càng đẹp. Các bạn sẽ thấy những cái dấu suit nè, những cái wing logo nè, những cái nói chung là những cái linh tinh nhỏ nhỏ trong đôi giày á, nó sẽ rất là đẹp và nhìn nó chi tiết lắm. Và đôi giày, nhưng mà ngược lại nha, đôi giày mà cái size càng nhỏ thì nó sẽ càng nhìn nó sẽ có rất nhiều cái chi tiết bị xấu. Đó. Ở đây cũng như cũng là nó luôn nè. Đúng rồi. Là nó. Và một cái điều nữa là thường size, cho dù là size nữ hay size GS cũng vậy, khi mà giày nó quá nhỏ, những cái chi tiết nó nhỏ lại thì nó sẽ làm nó không có ok giống như size lớn. Nên là các bạn nào mà cứ thử mấy đôi giày mà size từ 10, 10 rưỡi đổ lên đó, các bạn đem ra những cái chi tiết rất là đẹp. Nhưng mà cái size mà tầm 36, 36 rưỡi là thấy nó nhỏ xíu rồi. Rồi, ở đây thì là Dark Iris. Cái màu thì mình thấy khá là ấn tượng bởi vì nó có cái màu chủ đạo của nó sẽ là đen và tím. Cái tím này thì giống như cọt bô bồ vậy á. Cái màu tím mà thường bên Jordan sử dụng á, chỉ hầu như là cọt bô bồ hết. Rồi cái màu tím này nó y chang à. Chất liệu thì là da trơn ha. Nó có mấy cái layer này nè. Các bạn thấy nè, mấy cái layer màu đen đen như thế này nè. Nó chạy dọc hết giày luôn, từ mông giày đến phía trước luôn. Rồi có cái toe box, rồi cái phần giữa sẽ là màu trắng thì nó sẽ sáng lên ha. Với lại cái phần đế giày nữa. Thì cái đôi này nếu mà bạn nào đang tìm mấy đôi giày mà nó tông mà nó tối nhưng mà vẫn muốn đẹp á, thì lấy mấy đôi này thì rất là ok. Để coi size nhiêu nha. Đang size 43. Đôi này nếu mà bạn nào lấy thì mình sẽ để giá nhẹ nhẹ cho. Tại vì mấy đôi này giờ cũng hiếm khi mà có lắm. Rồi ở đây thì một cái bốc. Các bạn thấy cái bốc này các bạn quen không? Nhìn cái bốc này các bạn sẽ nhớ là Jordan 3 và Jordan 4 đúng không? Thì nó y chang nhau đó. Có cái lớp cement nè, rồi cái hộp có chữ file nè, rồi cái chùm men đỏ nè. Cái này thì đang là một đôi size 8. Cái đôi này thì là Fire Red. Thì mình chắc là sẽ lên video sau, nhưng mà nó cũng khá thú vị. Tại vì cái đôi này thì do là để ở cái cửa hàng nên là nó sẽ hơi nhăn một tí. Cái condition nó bị hơi xuống một tí, nhưng mà nói chung nó là giày mới. Thì các bạn hãy xem nè. Đó, đây là một trong những cái phối màu mà mình nghĩ chắc nó là huyền thoại của Air Jordan 4 luôn á. Phối màu Fire Red.
nó cũng có trên Trojan 3 nữa, nhưng mà Trojan 4 Fire Red thì sẽ được tính là màu OG. Và cái mà mình thích thú ở đôi giày này đó chính là cái tông màu, có nghĩa là nó sẽ là tông giày trắng nhưng mà nó sẽ đệm một vài chi tiết màu đỏ và đen. Rồi cái nữa là cái mông thì sẽ là Nike Air đó, cái mông Nike Air thì cái mông này cũng khá là thú vị. Thường thì bây giờ các bạn biết là Jordan 3, Jordan 4 á, mấy bản sau này thì là Jumpman hết rồi, chỉ có những bản nào mà nó hơi đặc biệt xíu thì mới được Nike Air thôi đó. Tag này của mấy đôi OG luôn ha, đó đây nè, mua mấy đôi thường thì sẽ ít khi nào có lắm. Các bạn để ý đi, mua đợt năm ngoái thì các bạn mua mấy đôi mà kiểu như University rồi đó thì đâu có mấy cái tag này đâu. Rồi cái này thì là một đôi hôm bữa mình có làm review rồi nhưng mà nó là size khác. Đôi này thì cũng mới về nó, thì nó là Presto Mid, thì cái màu giống như mấy cái đôi Presto 2 ấy, nhưng mà này drop xuống bảng Mid. Và cái nào đặc biệt là cái màu đỏ này nó kiểu nó rất là mạnh mẽ. Ví dụ những ai mà đang muốn mà có phong thủy nè, hoặc là có một cái gì đó mạnh mẽ, có năng lượng hơn á, thì các bạn nên chọn những cái phối màu như thế này. Mà giá bây giờ mấy đôi này cũng rẻ, tầm 3 triệu ngoài xíu là có rồi. Và hiện tại thì mình thấy cái màu này cũng rất là đẹp, nam lên rất là ok, nhất là mặc với mấy cái quần đen á. Hoặc là bạn nào mà đang có đồ mà kiểu đồ tối á thì mua mấy màu này mặc lên thì nó sẽ sáng và đẹp hơn ha. Và rất là ấn tượng ha, bởi vì mình thấy là Jordan 3 nó khá là đặc biệt, tại vì nó là cái mẫu giày mà nó đem mọi người đến với lại Jordan, quay trở lại sau Jordan 2 thất bại. Mình thật sự nói là Jordan 2 không biết như thế nào, nhưng mà theo mình thấy thì nó là một đôi giày mà rất là khó có ai mà tiếp cận được. Nhưng mà đến khi mà Jordan 3, Jordan 4 nó bắt đầu nó sẽ thu hút được rất là nhiều người, và ai cũng thích cái mẫu form dáng này, kiểu nó liền mạch, nó nguyên kiểu nhìn nó nguyên khói á, và nó làm cho cái chân các bạn nó nhìn nó đẹp hơn, các bạn cũng sẽ dễ mặc đồ hơn nữa. Mấy cái quần gọng, một cái quần mà nó ôm gì đó thì nó lên được hết ha. Washington thì nó cũng khá là đơn giản thôi, nó sẽ là màu trắng chủ đạo, và cái đặc biệt của nó sẽ là lớp elephant green đó. Washington thì được vậy, và cái năm nay thì làm là đúng là Nike Air luôn ha, nó sẽ giống như đôi 1988 ha, khá là ok, có tại OG nữa nè đó. Thì nếu như bạn nào thích mà mấy cái màu kiểu nó hơi hiện đại cổ điển á thì lấy mấy đôi như Washington nè. Giờ giá nó cũng nhẹ à, tầm 6 triệu mấy. Thì nếu theo như mình á thì nhẹ là như thế nào, 6 triệu mấy thật sự là một số tiền khá là lớn, nhưng mà so với thực tế giá mà khi các bạn phải mua một đôi Jordan 3, Jordan 4 á, nếu như bạn may mắn mua được cửa hàng Nike thì mình không nói, thì lúc đó giá nó sẽ tầm là 5 triệu mấy tới 6 triệu mấy. Có thời điểm mấy đôi Jordan bán 6 triệu tới triệu hơn luôn á. Hình như mình nhớ là đôi Jordan 6 Kamai là ngày xưa bán ở Nike Việt Nam và bán giá retail cũng 6 triệu mấy á. Nên là mấy đôi này mà bây giờ nó đang ở giá 6 triệu mấy thì các bạn thấy là nó rất là may mắn luôn á. Kiểu có một thời điểm á, mình nhớ là ngày trước á, mấy đôi Jordan 3 lúc mà mới ra cái ít ai để ý mấy cái màu khác á nha. Xong rồi thời gian sau là tầm mấy tháng à, giá lên chóng mặt luôn á. Có mấy người phải kiểu như thích quá rồi á, bỏ số tiền rất là lớn, 8-9 triệu, mười mấy ra mua, chuyện bình thường. Rồi, thì hầu như là có một ít này thôi, thì mình sẽ bắt đầu lên video từ từ. Thì cũng rất mong là được mọi người ủng hộ trong những video sắp tới. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bây giờ thì điểm sơ qua nào, let's go!